Anh và em yêu
chẳng nói chuyện gì với nhau. Ngồi bên nhau cầm điện thoại thật lâu, và có những lúc em giận dỗi khi anh chẳng muốn khoe em với thiên hạ hiếu kỳ. Ôi tình yêu thời nay mệt quá ai ơi, giận nhau không nói một lời chỉ vì không rap inbox thôi. Và em ơi thời nay mệt quá đi thôi, anh muốn tình yêu tuyệt vời như ông bà.